Vâng, làm gì thì làm các bạn. Mỗi ngày thì phải có một ly cà phê. Đó, không uống ở nhà được thì cũng phải lên xưởng. Hôm nay thì nhân tiện giới thiệu với mọi người một cái bộ bàn uống trà nha, uống cà phê hay là mọi người uống rượu cũng được thôi chứ không nhất thiết. Thì cái dạng bàn này mọi người có thể sử dụng nó trong khu vực phòng ngủ được, hoặc có thể sử dụng nó ở ngoài ban công. Cảm giác thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm rất là tiện dụng. Nếu mà trong phòng ngủ thì sẽ rất là ấm cúng nha, ví dụ như là dạng hai ghế như hai vợ chồng này, sáng ra hay là tối ngồi nhâm nhi một ly trà đó, làm điếu thuốc cũng được, tuyệt vời luôn. Trên này là một bộ bàn được làm hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ Nam Phi. Với kích thước bàn thì ở đây cơ sở có một cái bàn tròn, đường kính của nó là 64, và ghế ở đây thì là một chiếc ghế khá là lớn nha. Thiết kế của ghế này là thiết kế nó dạng xéo đó, thì với góc xéo này thì tổng thể của ghế lên là 61, chiều cao của ghế đang là đi 80, và tư thế ngồi thì rất là thoải mái luôn nhá. Thì tại vì thiết kế theo dạng xéo như vậy cho nên là chúng ta có cái điểm ngồi rất là rộng đó, tì tay cũng thoải mái nữa. Hoàn toàn là gỗ gõ đỏ mà nguyên một bộ như vậy chỉ có 5 triệu rưỡi thôi, tính ra thì cũng chỉ ngang ngang với các cái dòng mà chân bàn chân sắt hoặc là các dòng gỗ công nghiệp thôi. Mọi người cảm thấy như thế nào về sản phẩm cùng bình luận nhé.